Thưa sư, sư cho con hỏi trong pháp và luật, Đức Phật có khuyên xuất gia gieo duyên không sư? Nếu có, xin sư cho biết ý nghĩa. Cái chuyện mà xuất gia gieo duyên á, là sau này mới có, chứ còn thời Phật thì làm gì có cái vụ xuất gia gieo duyên. Cho nên là chắc chắn không có chuyện Đức Phật khuyên xuất gia gieo duyên. Chỉ có sau này á, là có nhiều trường hợp là người ta mến mộ cái đời sống tu sĩ mà lại không có đủ nghị lực, không có đủ dũng cảm, rồi nói chung là mọi người sẽ biện minh thôi, biện minh rồi họ sẽ có rất nhiều lý do để mà họ không xuất gia, nhưng mà họ vẫn mến mộ đời sống tu sĩ, chính bởi vì cái nhu cầu rất là nhiều đó, cho nên các ngài sau này á, mới cho xuất gia gieo duyên. Cho nên á, là quý vị để ý là cái nghi thức là nghi thức xuất gia chính thức, chứ làm gì có nghi thức xuất gia gieo duyên. Anh xuất gia sa di thì cái nghi thức xuất gia sa di đó cũng là nghi thức chính thức, tức là anh là bị sa di chính thức chứ không có gieo duyên ở đây. Hay là tỳ kheo cũng vậy, cái nghi thức là nghi thức lên tỳ kheo chính thức. Nhưng mà đó, như sư nói, do cái nhu cầu người ta không đủ nghị lực, rồi không đủ điều kiện, rồi nói chung là người ta viện những cái lý do này lý do kia để người ta không có xuất gia luôn, thì như vậy thì họ chỉ xuất gia ở một thời gian ngắn thôi, và do cái nhu cầu đó cho nên mới có cái chuyện xuất gia gieo duyên. Quý vị hỏi là có cái ý nghĩa hay không thì sư vừa nói ý nghĩa cho quý vị. Cá nhân sư thì nó chia ra làm hai loại, một loại là sư ủng hộ, còn một loại là sư không ủng hộ. Nghe có vẻ bà phải, nhưng mà như thế này, có hai hạng người. Cái hạng thứ nhất á, là họ nhắm cả đời này họ không bao giờ họ xuất gia được, họ còn quá nhiều những dính mắc họ không buông bỏ được. Họ nhắm cả đời này họ không bao giờ xuất gia được, thì cái kiểu đó sư khuyến khích xuất gia gieo duyên, là nhằm mục đích là để mình gieo duyên xuất gia đối với chánh pháp. Rồi mình tu được một ngày thì nó cũng là phước một ngày. Còn cái dạng thứ hai là cái dạng mà nhắm đời này đó mình sẽ xuất gia, tức là mình có cái hướng xuất gia, thì trong trường hợp này sư không khuyên xuất gia gieo duyên. Bởi vì khi mình xuất gia gieo duyên như vậy đó, nó sẽ có những cái chủ ý, nó không có tốt cho cái đời sống xuất gia thẳng. Những cái đó là những cái gì, những cái bất lợi đó là gì? Thứ nhất, khi mà mình đi tu như vậy xuất gia gieo duyên thì cái này là dành cho những người có ý xuất gia luôn nha. Mà nếu như mình trước đó mà mình xuất gia gieo duyên thì sẽ không có khuyên, lý do là mình sẽ có cái chủ ý là mình không có tu thiệt. Cái này là cái nó rất là nghiêm trọng. Cái chủ ý là mình không có tu thiệt, mình không phải là một ông thầy chùa đúng nghĩa, tức là mình còn có cái hướng về đời. Ví dụ như còn 1 tuần, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 3 tháng, hết cái giai đoạn đó mình sẽ về đời. Thì cái ý đó là một cái suy nghĩ không tốt. Cái thứ hai á, là cái suy nghĩ là về đời rồi mình sẽ hưởng dục, đó cũng là một suy nghĩ không tốt. Rồi cái thứ ba là cái suy nghĩ là mình xuất gia gieo duyên như vậy thì mình đâu cần phải nghiêm túc. Quý vị thấy là rất nhiều những trường hợp xuất gia gieo duyên mà họ không nghiêm túc, họ không nghiêm túc về giới, họ không nghiêm túc về pháp học lẫn pháp hành. Bởi vì lý do là tôi xuất gia gieo duyên chứ tôi đâu phải ông thầy tu thiệt đâu, thì mắc mớ gì mà tôi phải coi như là thực hiện nghiêm túc hết toàn bộ các bổn phận của một ông thầy tu. Thì đó cũng là một trở ngại rất lớn, bởi vì đó là cái dấu ấn tâm lý rất là nghiêm trọng. Cho nên là với những người mà có cái hướng xuất gia luôn thì sư không có khuyên xuất gia gieo duyên.